Nay Sơn Nhi tiếp tục giới thiệu đến cả nhà mình một mẫu khăn trải bàn. Mẫu khăn trải bàn bên Sơn Nhi cắt may cho khách của mình hôm nay là một mẫu khăn trải bàn rất là đa năng. Mẫu khăn này chúng ta có thể dùng làm khăn trải bàn thùng tiền ha, thì rất là đẹp, cực kỳ nổi luôn. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái khăn trải bàn này dùng để làm khăn trải bàn bánh kem, cực kỳ đẹp luôn, với một cái tông màu xanh nhẹ nhàng rất là bắt mắt. Sơn Nhi mới may xong cho khách. Quý khách hàng, quý nhà rạp, các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới có nhu cầu muốn may khăn trải bàn đẹp mẫu mới, mẫu hot, xin hãy gọi ngay cho em rạp màn Sơn Nhi nhé. Bên Sơn Nhi còn rất là nhiều mẫu, bởi vì bên Sơn Nhi mẫu mã rất là đa dạng, và Sơn Nhi kết hợp thêm ở bên trên cái mặt bàn là một cái mẫu ren, làm thêm trên cái mặt bàn là cái ren như thế này đây này các bác này. Ngoài cái độ đẹp chuẩn của đường may ra thì Sơn Nhi sáng tạo thêm trên cái mặt bàn thêm những cái lớp ren, tạo ra một cái dấu nhấn khi mà khách ngồi dùng tiệc, hoặc là để bánh kem, hoặc là chúng ta có thể dùng để thùng tiền ở ngay đầu cổng vào, đều đều đẹp, đều hấp dẫn, đều rất là sang ha các bác. Các bác nhà rạp có nhu cầu muốn may khăn trải bàn đẹp, rạp cưới đẹp, xin hãy gọi ngay cho em rạp màn Sơn Nhi nhé. Sơn Nhi lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng, để mỗi ngày Sơn Nhi sẽ đưa ra thị trường ngành cưới những mẫu đẹp nhất, hot nhất, xinh nhất ạ.